Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một cuối tuần an lành. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta trong những cái tuần lễ này nè, những ngày này nè, chắc chắn một cái điều mà quan tâm nhất mà khi mà nghĩ và khi về nói về Việt Nam đó là tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ ra sao rồi. Là bởi vì trong suốt cái tuần vừa qua đây, chúng ta đọc được trên mạng xã hội những cái lời đồn đãi rất là nhiều về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông chủ đốt lò và cái lò mà nó rừng rực cháy trong suốt cái thời gian vừa qua và nếu như mà ông chủ lò mà có cái tình có cái mệnh hệ gì đó thì không biết là ai sẽ là người tiếp quản cái ngôi mà chủ lò như thế này và cái cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam sẽ như thế nào đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi được nghe nhiều nhất trong suốt thời gian vừa qua thưa quý vị tờ Bloomberg vào đêm ngày 12 tây tháng Giêng vẫn khẽ khàng đăng một cái thông tin là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhập viện vì căn bệnh chưa rõ. Trong lúc các báo thì vẫn tiếp tục giữ im lặng. Thì hãng tin Bloomberg có nói đó là ông Trọng đã phải vô bệnh viện vì lâm một cái trọng bệnh nặng và tờ báo này đã dẫn nguồn nhiều quan chức hiểu biết về vấn đề này cho hay là ông Trọng là bị ốm và ban chấp hành trung ương đã phải hủy cái cuộc họp trong tuần này. Và trước đó thì quý vị nhớ là Reuters rồi cả những cái nguồn tin trên mạng xã hội cũng râm ran câu chuyện này rất là nhiều. Họ nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng 79 tuổi đã phải vô bệnh viện vào đầu tuần này vì một cái căn bệnh mà không biết nó là gì nhưng mà có vẻ như rất là trầm trọng. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã không có hồi đáp email yêu cầu bình luận của hãng tin Bloomberg. Và thậm chí đó thưa quý vị, mạng xã hội, họ còn đi xa hơn. Họ đi xa hơn với những cái post đầy ẩn ý và ám chỉ là Việt Nam có tin buồn về ông Nguyễn Phú Trọng. Trong lúc tính đến trưa ngày 12 tháng Giêng thì các cái báo chưa có loan tin, các cái truyền thông trong nước chưa có loan bất kỳ một cái tin nào hết nếu không muốn nói là bác bỏ cả tin đồn. Theo Reuters cho biết thì ông Nguyễn Phú Trọng lẽ ra thì ông có cái lịch trình là sẽ đón tiếp ông tổng thống của Indonesia là ông Widodo theo lịch trình vào ngày 12 tháng Giêng nhưng mà ông cũng không thấy đâu. Và cái lần mà xuất hiện mà gần đây nhất của ông Trọng là hôm 26 tháng 12 khi vừa tham dự đại hội nông dân Việt Nam và cũng như là ông tiếp chủ tịch đoàn ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản của Nhật khi mà sang thăm Việt Nam. Thì vào những cái thời điểm này đó thưa quý vị, nếu mà quý vị lên mạng xã hội thì thấy những cái Facebooker mà chuyên loan những cái tin về nội chính, đó, ví dụ như một trong những cái nhân vật đó là Facebooker Hoàng Dũng, ông viết những cái lời mập mờ trên trang cá nhân, ông nói là trong cuộc ghi âm nói chuyện vào hồi tháng 9 năm ngoái với câu lạc bộ Thăng Long, thì Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã khẳng định là có hơn 20 bác sĩ chăm lo sức khỏe cho ông Nguyễn Phú Trọng hàng ngày. Và ông Hoàng Dũng cũng nhắc về ẩn ý một cái vài cái cái tình tiết ví dụ như là mà mọi người đang đồn đoán là vào 18 giờ ngày 11 tháng Giêng thì ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Thì một lần nữa thưa quý vị, những câu chuyện này hoàn toàn chúng ta không biết thực hư. Những tờ báo như tờ Bloomberg hay là Reuters có dè dặt dẫn những nguồn tin mà họ cho là những cái quan chức mà am hiểu và tình hình nhưng mà giấu tên thì chỉ có dừng lại chuyện là ông Nguyễn Phú Trọng là ông phải vào bệnh viện vì tình hình sức khỏe thôi. Chứ không biết là thực hư nó như thế nào. Và đó chính là điều những người mà Việt Nam người ta rất là quan tâm trong và ngoài nước. Và như câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra ngoài chương trình á. Có một cái điều nữa thưa quý vị là vào ngày 12 tây tháng giêng một số trang Facebook của giới gọi là dư luận viên ở Việt Nam đó bỗng nhiên đồng loạt đăng những cái bài ví dụ như nói về những cái phát ngôn ấn tượng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hành động này được mọi người quan sát cho là khá là bất thường vì nó mang cái tính chất là tưởng niệm của một người quá cố thì mới đi ôn lại những cái câu phát biểu mà đầy ấn tượng như thế này cho nên thêm những cái thông tin lệ trái lệ phải lệ giữa thì bắt đầu làm cho nhiều người quan tâm tới tình hình sức khỏe của tổng bí thư người ta bắt đầu sâu chuỗi lại và người ta đặt ra hàng loạt nghi vấn thì theo thông lệ mỗi khi xảy ra một cái chết của một giới chức thuộc hàng gọi là lãnh đạo của Việt Nam quan trọng thậm chí là hàng tứ trụ thì các báo việt nam chúng ta biết là không bao giờ được loan tin ngay mà phải chờ bộ chính trị và ban chấp hành trung ương nhóm họp khẩn cấp rồi sau đó ra cái thông báo đặc biệt cho nên khi mà người dân việt nam biết được những cái thông tin buồn thì thường là những cái thông tin đó nó trễ một vài ngày đó là cái đặc điểm xưa giờ. Và có một điều nữa là dân tình người ta theo dõi trên mạng xã hội thì thấy là trên trang Facebook của ông Lưu Trọng Văn là một nhà cựu nhà báo mà rất là thạo tin về nội chính. Và bây giờ ông Văn thì vẫn còn đang sống trong Việt Nam. Ông viết cái đoạn này là thưa quý vị làm cho mọi người cứ bán tính bán nghi. Ông viết là rừng khuya đã khép, mặt trời vẫn mọc làm sứ mệnh của mặt trời. Lò của ai đó cho dù phục tắc thì lò của nhân dân đã và sẽ mãi mãi bùng cháy, thiêu trụi bọn quan tham ăn không từ cái gì của dân. Đó đó là những cái lời nhận định và cả những cái đồn đoán cả trên mạng xã hội và cả những cái bài báo của Bloomberg và Reuters mà chúng tôi tổng hợp lại và gửi đến quý vị. Chúng ta không còn một cách nào khác là chỉ chờ xem để phút cuối cùng Việt Nam sẽ thông báo như thế nào về tình hình của sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là câu chuyện mà rất là nhiều người quan tâm một câu chuyện nữa cũng liên quan đến Việt Nam mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và một lần nữa cho chúng ta thấy là ông bà mình ngày xưa thưa quý vị có rất nhiều người là cũng không có ăn học bao nhiêu hết nhưng mà quý vị để ý là những cái câu ca dao tục ngữ thành ngữ của ông bà mình nói á, thì hầu hết là nó đúng nó hiếm có khi nào sai lắm ví dụ như có những cái câu mà ông bà mình hay nói là lưới trời lòng lộng tuy thưa mà khó thoát hay những cái câu mà gieo nhân nào thì gặt quả nấy những cái câu đó chúng ta mỗi ngày chúng ta mỗi thấy nó hiện ra nó rất là đúng câu chuyện sau đây chúng tôi muốn gửi đến quý vị mà chúng tôi đọc thấy trên vn express về một cái vụ án một cái vụ án giết người và xảy ra 43 năm trước đối với 6 người vượt biên. Á. Và bây giờ cuối cùng hung thủ sau 43 năm lẫn trốn, tưởng là đã lẫn trốn thành công, tưởng là câu chuyện nó đã khép lại rồi. Vậy mà cuối cùng vẫn bị phanh phui ra và vẫn phải trả giá thưa quý vị. Chúng tôi đang nói về một câu chuyện về một nghi can để giết 6 người trong một cái gia đình vượt biên. 43 năm trước ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Quý vị đang thấy trên màn hình đó là bị can Phan Thanh Việt. Năm ông này năm nay thì đã 71 tuổi rồi, vừa bị công an của tỉnh Quảng Ngãi di lý từ Cà Mau về quê của mình với cáo buộc là sát hại 6 người trong một gia đình để cướp tài sản hồi năm 1981. Thì theo cái hồ sơ thưa quý vị thì vào những năm 1980 nhiều người đã tìm cách vượt biên và quảng ngãi thời đó là thuộc tỉnh nghĩa bình có nhiều làng biển với ngư dân đi khơi xa cho nên nhiều người miền nam tìm cách liên lạc để tổ chức và vượt biên ra nước ngoài thì ông phan thanh việt ở thời điểm gây án á, Ông chỉ mới có 28 tuổi thôi, là con nhà nghèo, cưới vợ được vài năm và có một cái đặc điểm rất đặc biệt mà mọi người hay nhắc tới. Đó là ông có cái ngoại hình dễ nhận dạng, là cụt nhiều đốt ngón tay. Và ông này ở những cái năm 28 tuổi, ông nhận thấy là những cái người mà muốn vượt biên á là thường hay đem theo vàng vòng nhiều tài sản lắm là con mồi béo bở cho nên ông mới lên kế hoạch là dụ những cái người mà muốn đi vượt biên tham gia vô đường dây của mình và nhóm này đã liên lạc được một gia đình ở Sài Gòn gồm ba người đàn ông, hai người phụ nữ và một cậu bé dưới 10 tuổi rồi các cái nạn nhân năm xưa đó thưa quý vị thì không có được nêu trong cái hồ hội... danh tính thì không được nêu trong cái hồ sơ mà truy tố kỳ này và vào một ngày tháng 4 năm 1981, gia đình sáu người này xuất hiện và nghe theo cái lời dụ dỗ của ông Việt là nói là sẽ tổ chức đi vượt biên ra nước ngoài và sáu người này đem theo rất là nhiều của cải và xuất hiện với những cái hình dáng rất mặc quần áo rất là sang trọng. Và vì vậy đó, ông Việt vào một cái buổi tối vào tháng 4 năm 81, ông lừa 6 người trong gia đình này vào một cái nơi hẻo lánh và ra tay sát hại và giết hết 6 người trong gia đình này, bắn chết thưa quý vị, rồi cướp toàn bộ số vàng mà họ mang theo, chôn những cái nạn nhân này dưới hố cát chia vàng rồi cái nhóm nghi can của ông Việt giải tán. Và vài ngày sau ông Việt còn như thế này nữa, đã lấy tài sản của người ta để giết người ta rồi, xong rồi tính ăn non thôi quý vị là lại lần vào cái gia đình người thân bà con của sáu người đã bị giết đó để mà kể công, bởi vì theo cái quy luật chơi ban đầu đó là nói là nếu như mà người nào mà được đi vượt biên thành công á thì gia đình còn lại ở Việt Nam là phải trả tiếp những cái số tiền còn lại. Ông Việt là ông tính ăn dày, ông vô, ông nói rằng ok, tôi đưa người thành công rồi đó. Thì lúc này ông Việt không hề biết là sáu người nạn nhân mà đã bị xấu số bị giết hại đó, đã quy định với người nhà của mình. Nếu như sau khi mà họ đi vượt biên mà có một ai đó cầm một thứ mà đem tới đó là gì? đó là tờ giấy bạc, mà họ xé làm đôi một một nửa đó thì họ cầm theo đi vượt biên một nửa thì để cho người nhà giữ. Nếu như có ai đó tới và đưa một nửa cái tờ giấy bạc và ráp lại và đúng là một tờ tiền đúng á thì coi như là họ đang an toàn và họ đã tới bến bờ mới một cách thành công. thì ông việt này giết người rồi bắt đầu quay về quảng ngãi để mà tìm gia đình của họ để mà muốn kiếm thêm tiền. thì lúc này bà con của những cái nạn nhân xấu số mới hỏi đâu? cái 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 cái, vật mà ông Việt được giao lại đâu thì ông này mới ngớ người mới biết là mình bị hớ và sau đó là bỏ trốn thì và một điều nữa thưa quý vị là ngay tại cái khu mà chôn sáu người trong gia đình này đó thì cái mùi tử khí nó 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 nó, nó bốc lên rất là nhiều cho nên là những cái chú chó ở ngay tại cái khu địa phương đó sủa dữ dội rồi xong rồi người ta mới phát hiện ra những cái nạn nhân xác nạn nhân xấu số và người ta báo với chính quyền công an đã điều tra và bắt ba nghi can trong cái đường dây của ông Việt và hai người đã bị án tử hình. Một người thì đã bị án chung thân, còn ông Việt và một nghi can nữa thì bỏ trốn. Hai người bỏ trốn đó thì trong cái quá trình mà mà công an tìm kiếm đó thì đã có đỏ súng và bắn chết một nghi can. Còn ông Việt thì trốn vô Cà Mau, thay danh tánh đổi họ lấy tên mới là Đàm Xuân Trí, rồi trở thành một người sống bằng nghề chài lưới, sống rất là bình yên, thậm chí là còn dạy Um, xóa mù chữ cho bà con trong làng bởi vì ông Việt thì học đến lớp 3 mà ở cái thời điểm đó bà con của mình á, thì kh... mù chữ. Cho nên là ông đóng vai là một người rất là hiền lành, dạy xóa mù chữ cho cho mọi người. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng bại lộ thưa quý vị, rồi cũng bại lộ. Và vào hồi cuối năm ngoái thì công an đó không có thông báo là vì cách nào mà họ đã tìm kiếm được nhưng mà họ trích xuất dữ liệu và họ tìm thấy cái danh tính của ông Việt bằng cái nhận dạng là những cái ngón tay ngón 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 chân của ông này là bị cục đó như chúng tôi có thưa phần đầu cho nên là đã ập vào Quảng Ngãi và đã bắt giữ ông này ngay tại nhà và và di lý đem về để mà chịu về tội ác của 43 năm trước năm 1981 mà ông giết 6 người oan và bây giờ ông phải bị lôi ra ánh sáng nói chung lưới trời lòng lòng ông tuy thưa mà khó thoát đó là cái câu mà ông bà mình nói bây giờ chớ có sai. Câu chuyện này không phải là một cái câu chuyện giật gân. Nó được đăng trên VN Express về một cái vụ phá án của công an Việt Nam. Nhưng để cho chúng ta thấy là quý vị để ý là đặc biệt những cái vụ án mà bị chết oan á, thì thường là lúc nào rồi cũng sẽ có cách phải tìm ra cái hung thủ thực sự là như vậy. Đó là câu chuyện liên quan tới Việt Nam mà chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị vào cuối tuần này. Và một câu chuyện nữa thưa quý vị liên quan đến tình hình chiến sự trên thế giới. right okay. và như nhiều lần chúng tôi nói đó là nhìn khắp các cái châu lục, châu lục nào cũng có những cái biến động, cũng có những cái chiến sự. Và nói như lời ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell là lãnh đạo thiểu số ngay tại thượng viện thưa quý vị thì người Mỹ của chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà thực sự là đối diện với nghĩa đen của nó đó là đối diện với chiến tranh thực sự. Cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, rồi cái cuộc chiến tranh ở Trung Đông với lại Israel và Hamas từ ngày 7 tháng 10 mà đâu phải là chỉ có Israel và Hamas. Mà bây giờ, thưa quý vị, tên lửa Tomahawk đã nổ, bom đã dội vào Yemen và Mỹ và cùng với Anh và những đồng minh của mình đã chính thức tấn công vào nhóm Houthi ngay tại Yemen, ngay tại cái khu vực biển đỏ, thưa quý vị. Là bởi vì trong suốt cái thời gian vừa qua, Houthi, quý vị biết là do phía Iran đã hậu thuẫn đứng đằng sau và cung cấp vũ khí rồi huấn luyện quân sự và giật dây. Và Iran đã nhiều lần kích động cùng với nhóm phiến quân này đã tấn công vào các cái căn cứ quân sự của Mỹ ngay tại Trung Đông. Và đỉnh điểm là vào ngày 9 tháng Giêng vừa qua là Houthi là tấn công vào các cái tuyến hàng ở Biển Đỏ. Hơn 20 cuộc tấn công do nhóm này thực hiện vào các cái tàu thương mại qua lại giữa biển đỏ. Đây là cái tuyến đường vận vận tải vô cùng quan trọng thưa quý vị. Và ông ngoại trưởng Anthony Blinken đã ngoại giao con thoi đã tới ngay cái vùng Trung Đông và cùng với những cái đồng minh đã đưa ra cái lời cảnh báo là nhóm phiến quân này sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như mà cứ ngang nhiên mà cứ tiếp tục tấn công trên cái biển đỏ như thế này bởi vì cái tuyến đường à, à, hàng hải ở biển đỏ đó thưa quý vị nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng từ châu âu nó sẽ thông đi qua địa trung theo địa địa trung hải rồi đi qua kênh đào Suez của ai cập rồi sau đó tới biển đỏ rồi tới cái cảng ả rập saudi rồi đi qua ấn độ rồi mới bắt đầu đến Singapore, đến cái vùng Biển Đông là Nhật, Nam Hàn, rồi Việt Nam của chúng ta nữa. Thì vì vậy khi mà Houthi mà tấn công vào biển đỏ như vậy á, thì các cái tuyến tàu chở hàng người ta bị tấn công, người ta phải đi vòng qua mũi hảo vọng của bên phía Nam Phi, của Châu Phi. Vì vậy đó có thể là sẽ đội giá hàng hóa lên rất là nhiều. Nhiều người lo ngại có thể là cái cước mà vận chuyển như thế này sẽ tăng 250% thưa quý vị. Tăng 250% và nó sẽ đội giá hàng hóa lên. Và cái cuộc chiến chống lạm phát của Mỹ và cả thế giới đó chưa có xong thì nó sẽ càng khó khăn hơn nữa. Vậy chính vì lý do đó mà nhiều lần Mỹ và đồng minh đã đưa ra cái lời cảnh báo Houthi cũng như là Iran đứng đằng sau, nhưng mà họ vẫn tiếp tục tấn công. Nó dẫn đến cái kết quả là Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho bên phía quân đội của Mỹ kết hợp với Anh và đã ném bom vào hàng loạt những cái cứ điểm của Houthi ngay tại Yemen. Cái vấn đề rặt ra là thưa quý vị, cái quyết định này của Tổng thống Joe Biden liệu là có đúng vào thời điểm này hay không? không khi mà mỹ đang bị chia trí rất là nhiều ở mặt trận ở ukraine phải hỗ hậu, hậu thuẫn cho ukraine rồi cả cái mặt trận phải yểm trợ cho israel trong cái việc đối phó với hamas ở gaza rồi bên trung quốc đang đài loan đang rất là trong đứng trong ngồi về cái cuộc bầu cử mới của đài loan không biết nó sẽ như thế nào và trung quốc cũng đang chực chờ để mà ngoạm lấy đài loan mỹ bị chia trí rất là nhiều và cái việc tổng thống joe biden đã quyết liệt đánh bom như vậy và ông nói là đây là chỉ là đợt đầu thôi, không phải là duy nhất và nếu như còn nữa là sẽ đánh bom nữa. Cái quyết định đó nấp vấp phải những cái phản ứng trái chiều ngay chính trong nước và liệu là quyết định đó có đúng hay không? Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và chúng tôi đang nói về cái quyết định phải nói rất là bất ngờ và rất là mạnh mẽ của ông tổng thống Joe Biden về chuyện là đánh bom nhắm vào cái nhóm Houthi ngay tại Yemen và nhiều lần Mỹ cũng như là đồng minh vào ngay cả ngày ngày 7 tây tháng giêng thưa quý vị đã đưa ra cái lời cảnh báo là nếu mà Houthi không ngừng tấn công á, không ngừng gây sự ở ngay tại biển đỏ đó thì cái hậu quả nó sẽ khó lường và nó dẫn tới cái quyết định của ông tổng thống Joe Biden và ông nói như thế này nè thưa quý vị nếu mà chúng ta không có làm gì đó chúng ta tự vệ bằng cách chúng ta không có làm gì á thì chắc chắn là chúng ta chỉ làm cho tình hình nó căng thẳng mà thôi tuy nhiên nhiên rất là nhiều người thì lo ngại rằng cái chuyện mà tấn công vào Houthi thì có nghĩa là nó sẽ trigger Iran. Mà Iran nó sẽ trigger ra cái cuộc chiến tranh ngay tại Trung Đông nó sẽ còn lỡ loét ra nữa. Và thế giới nó sẽ chứng kiến thêm một cái cuộc chiến tranh khác đã gây ra quá nhiều tổn thất cho thế giới rồi thưa quý vị. Nhưng mà như ông Biden nói đó là cái chuyện này là chuyện phải làm và nếu không làm thì nó sẽ còn gây ra những hậu quả khác. Ví dụ như cái giá vận chuyển như Hoàng Vi nói ở phần 1, nó tăng 250% thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế rất là nhiều. Và cái cuộc mà đánh bom kỳ này đó là có tham gia của đồng minh là chẳng những của Anh, Anh là đồng minh chính thưa quý vị mà còn có Canada, còn có Hà Lan và úc và có một cái chi tiết là ngay trong nước mỹ nè những cái vị thượng nghị sĩ bên phía đảng cộng hòa thì vỗ tay bôm bốp và nói là ông biden đã đưa ra cái quyết định quá là đúng đắn đi nhưng mà nó hơi overdue là nó hơi chậm trễ lẽ ra phải đưa sớm hơn phải quyết định là tấn công phủ đầu sớm hơn nhưng mà thực ra thưa quý vị cái chuyện mà gây ra cái cuộc chiến tranh chắc chắn là điều mà ông Biden hoàn toàn không hề mong muốn. Trong cái bối cảnh như chúng tôi nói đó là Mỹ hiện nay đang bị chia trí rất là nhiều. Và liệu là Mỹ có muốn dấn thân vào một cái cuộc chiến tranh nữa hay không? Thì câu trả lời là không. Và thậm chí là người dân Mỹ cũng có thể không có mong muốn là bởi vì nó thể hiện ngay ngày thứ Sáu chỉ có vài giờ sau khi cái chuyện mà đánh bom xảy ra, thị trường chứng khoán của Mỹ là giảm một cách rõ rệt. Ví dụ như Dow Jones giảm 0.5%, vào khoảng 10 giờ của ngày thứ sáu. SP500 giảm 0.1%. Nó thể hiện cái tình hình lo ngại là người dân Mỹ không có muốn Mỹ dấn thân vào một cái cuộc chiến nữa. Nhưng mà nếu như không đánh phủ đầu thì sao? Thì Houthi vẫn cứ khiêu khích, Houthi vẫn cứ tấn công. Và cái chuyện là lạm phát có thể là sẽ còn tăng nữa. Thiệt đơn và thiệt kép thưa quý vị. Và mặt khác đó, ông Biden đã sử dụng hai cái mặt trận ở mặt trận ngoại giao, ông đã đưa cử ông ngoại trưởng anthony blinken đến cái vùng trung đông để mà vừa kêu gọi đồng minh rồi kêu gọi ả rập saudi cũng phải tác động như thế nào đó để về phía iran rồi thậm chí đưa lên đại hội đồng liên hiệp quốc đưa ra những cái nghị quyết là lên án houthi đó là mặt trận ngoại giao và cái mặt trận quân sự thì như chúng ta đã biết thưa quý vị, rồi những cái phản ứng trái chiều của ở trong nước mỹ đây. Uh, như chúng tôi nói là những cái vị thượng nghị sĩ bên phía cộng hòa thì gọi là ok và welcome cái hành động của ông biden dù là nó hơi overdue. nhưng mà một số nhà lập pháp ở bên phía ngay cả trong đảng dân chủ ngay tại hạ viện và là những vị mà dân biểu cấp tiến đó thì cũng chỉ trích và nói rằng là tại sao mà ông joe biden không có xin phép quốc hội trước khi đưa ra một cái quyết định quân sự nào họ cho là cái điều này là nó không có hợp lẽ và ngay cả cô Marjorie Taylor Green thì chắc chắn rồi dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa cũng té nước theo mưa và viết hẳn một cái bài post và lên án ông Biden về việc này thì ông Mark Esper là cựu bộ trưởng quốc phòng của ông Trump từ giai đoạn 2019 cho đến 2020 Ông Mark Esper có nhận định thế này nè thưa quý vị Là ông nghĩ rằng cái quyết định của ông Biden đưa ra nó là hoàn toàn đúng đắn dù nó có chậm trễ nhưng mà nó đúng đắn. Và cái thứ hai là thực ra đây không phải là phát động một cuộc chiến tranh. Nếu mà phát động một cái cuộc chiến tranh á, thì dĩ nhiên là phải xin phép quốc hội. Còn còn cái phản ứng kỳ này của ông Biden ngay tại Yemen chỉ là những cái phản ứng đáp trả với những cái hành động khiêu khích của phiến quân khủng bố mà thôi. Và nói như lời ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham là đồng minh của cựu tổng thống Donald Trump thì ông Lindsey Graham nói là cái này là rất là cần thiết hoan nghênh chính phủ đương nhiệm là bởi vì phải gửi cho cái bọn khủng bố một cái thông điệp rất là rõ ràng. Đối với khủng bố không thể nào mà nói những cái mặt trận ngoại giao được mà phải sử dụng vũ lực thì mới có thể răng đe được nhóm phiến quân khủng bố. Đó là lời của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Cựu tổng thống Donald Trump thì vào ngày thứ sáu cũng ngay lập tức đăng đàn lên trên truth social và nhắc nhở cho người dân mỹ biết là mình cũng đã có những cái hành động tương tự ví dụ như trong cái nhiệm kỳ của ông ông đã ra lệnh đánh bom iran và giết chết tướng soleimani một trong những cái vị tướng rất là quan trọng của iran và ông nói gì ô oh, biden biden tham nhũng hôm nay lại đánh bom ở trung đông nữa mà tôi đã từng làm trước đây đó nha và ông cho rằng là cái chuyện ông bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin ấy, đi điều khiển cái cuộc chiến tranh khi mà ngồi trong bệnh viện và đối diện trước cái màn hình laptop mà đi điều khiển chiến tranh và cái chuyện này là một cái chuyện một cái điều nó quá sức là hổ thẹn cho nước Mỹ, nước Mỹ bây giờ suy yếu quá. Thì đó là cái sự chỉ trích của ông Biden. Tuy nhiên một lần nữa, bây giờ những thượng nghị sĩ của bên phía Đảng Cộng hòa và cả vị bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Trump đó đều là không đồng ý với cái sự chỉ trích của cựu tổng thống 45 thưa quý vị. Cái còn về cái chuyện là tại sao ông Biden phải mất gần hơn 10 ngày mới đưa ra cái quyết định đánh bom và như những cái vị thượng nghị sĩ bên phía Đảng Cộng hòa đó khen thì có khen nhưng mà vẫn cứ ngụ ý là cứ phải chê trách một cái điểm nào đó cho là ông Biden chậm chạp quá và yếu ớt quá. Đến bây giờ thì mới quyết liệt như vậy, nó hơi overdue. Thì vào ngày 1 tây tháng Giêng, lúc mà ông Biden còn đang đi vacation, thì ông đã được báo về những cái hành động trigger tức là khiêu khích của nhóm phiến quân Houthi là ông đã có họp nhóm Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ rồi. Thì quý vị biết là vào sau đó vào ngày 1 tháng Giêng cũng rất là xui cho Mỹ là Bộ trưởng Quốc phòng ông Lloyd Austin lại phải đi vô bệnh viện quân đội Watergate để mà bây giờ thì chúng ta mới biết rằng là ông bị cái biến chứng về phẫu thuật tiền liệt tuyến là từ ngày 22 tháng 12 nhưng mà đến hôm ngày 1 thì ông bị những cái biến chứng bất ngờ và ông phải vô bệnh viện. Rồi trong cái khoảng thời gian là ngày 3 tây tháng Giêng đó từ khoảng ngày 2 tây cho đến ngày 5 tây tháng Giêng thì có thứ trưởng quốc phòng là thay ông Lloyd Austin nhưng mà cũng chỉ là những cái công việc nó rất là phận sự bình thường thôi. Đến ngày 3 tháng Giêng, Mỹ và 13 nước đồng minh đưa ra cái tuyên bố chung cảnh cáo Houthi và Iran ở Trung Đông. Cho đến ngày 9 tây tháng Giêng, houthi bắt đầu là coi như là lấn tới thưa quý vị thấy là cứ khiêu kích hoài mà không có bị gì hết cho nên là thực hiện một cái cuộc tấn công dữ dội nhất vào những cái cứ điểm quân sự của mỹ và nó dẫn đến cái việc là ông Biden phải nhóm họp ngay cái nhóm hội đồng an ninh quốc gia của Mỹ và thông báo với lại bên phía liên minh là bên phía Anh. Và đồng thời báo với quốc hội là báo chứ không có xin phép nha, báo với quốc hội. Và sau đó là ngày 11 chúng ta biết là ra tay đánh bom như vậy. Và nói như lời Tổng thống Biden đó là chắc chắn là sẽ còn nhiều đợt nữa. Nhưng mà chuyên gia quân sự thì người ta nói là chắc chắn là đánh một lần là con rắn nó sẽ mọc ra cái đầu khác. Nhưng mà nếu như cứ đánh hoài như thế này thì liệu là nó có đẩy leo thang một cái cuộc chiến tranh khác hay không như chúng tôi nói chi nãy là người dân Mỹ hoàn toàn không có mong muốn. Nhưng mà nếu như không đánh thì sao? Thì thiệt đơn thiệt kép nó còn nhiều hơn. Vào ngày hôm thứ Sáu khi mà ông Biden ở trước ở quốc hội đó thưa quý vị, trước tòa nhà quốc hội thì có một nhóm biểu tình và họ la to những cái khẩu hiệu như là bỏ tay ra khỏi Yemen, đừng có gây ra bất kỳ một cái cuộc bạo động nào hết nhưng mà đó cũng chỉ là những cái nhóm mà manh muốn mà thôi bởi vì cái điều tiên quyết và chắc chắn như ngày hôm nay khi mà chúng tôi trình bày cái timeline cũng đưa ra cái quyết định này thì chúng ta biết là ông Biden đã sử dụng cái biện pháp ngoại giao trên mặt trận ngoại giao rồi và sau đó là mới đến cái mặt trận quân sự Tòa Bạch Ốc thì trong cái cuộc họp báo vào ngày thứ sáu thì họ nói là Tổng thống Joe Biden khá là thoải mái và tự tin với cái quyết định đánh bom Houthi kỳ này thưa quý vị. Đó là câu chuyện liên quan về một cái điểm nóng ngay tại Trung Đông và một lần nữa nó làm cho chúng ta nghĩ chúng ta vẫn tin về cái sức mạnh quân sự của Mỹ. Nhưng mà đồng thời chúng ta vẫn cảm thấy rất là bất an bởi vì nói như lời ông Miss McConnell cái lời cảnh báo của ông dành cho những vị dân biểu ở trong Đảng Cộng hòa là bây giờ hãy loay đừng có loay hoay làm những cái chuyện tầm xào nữa, hãy tập trung những cái vấn đề gì mà nước Mỹ cần đi, cần ngân sách để cho chính phủ hoạt động đi. Đừng có tập trung những cái chuyện Lusabu nữa bởi vì chúng ta đang ở trong một cái thời điểm đúng nghĩa là đối diện với chiến tranh sau 34 năm bức tường Berlin sụp đổ. Đó là lời của ông thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa thưa quý vị. Và một câu chuyện nữa cũng liên quan đến cuộc chiến tranh đó là Ukraine và làm cho những nhóm mà Cộng Hòa MAGA đó là ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và chỉ trích chính phủ đương nhiệm đó rất là dữ dội, lại thêm lại thêm cái lý do để mà chỉ trích liên quan đến cuộc chiến tranh Ukraine và quý vị biết trong những ngày gần đây ở quốc hội vẫn còn đang đấu đá về cái chuyện làm sao kiếm được tiền để mà yểm trợ cho bên phía ukraine và ông john kirby là phát ngôn viên của tòa bạch ốc là nói rằng là mỹ bây giờ ông biden là không còn tiền nữa mà quốc hội thì chưa có thông qua cho nên là tạm thời là ngưng cái viện trợ cho ukraine và chính vì điều đó mà mới thấy là sức mạnh đồng minh khi mà nước anh ông Thủ tướng Sunak bắt đầu là bước ra với vị trí là dẫn dắt các cuộc viện trợ này. Và vào ngày hôm thứ Sáu, ông Sunak thân chinh bất ngờ đến Kiev và tuyên bố là tăng viện trợ cho Ukraine thêm 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2024. Cái vấn đề ở nước Mỹ là như thế này thưa quý vị. Các vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa không muốn Mỹ chi tiền thêm cho Ukraine chỉ trừ phi một cái điều kiện là bên phía Tòa Bạch Ốc và đảng Dân Chủ phải cam kết là có những cái chính sách cải cách cái vấn đề ở biên giới thì mới có tiền cho Ukraine. Vấn đề ngày hôm nay bây giờ như thế này là cái ngân sách thỏa thuận đã đạt được rồi là 1.166.000 tỷ giữa lưỡng đảng rồi. Nhưng mà bây giờ bên Cộng Hòa thì chỉ trích nói là cái ngân sách này vẫn còn nhiều lắm, vẫn còn chưa cắt nhiều và chi tiêu vẫn còn phình to quá, họ vẫn không chấp nhận. Và thậm chí là bây giờ họ đồn đãi nhau và bắt đầu có những cái nỗ lực là sẽ đá ông ông chủ tịch Mike Johnson ra khỏi cái chiếc ghế chủ tịch Hạ viện. Mike Johnson chắc có lẽ phần nhiều là phải dựa vào những cái lá phiếu của bên phía đảng Dân Chủ để mà cứu ông qua cái con trăng này thưa quý vị. Nhưng mà vào ngày hôm thứ Sáu thì đảng Dân Chủ lại phản đối về những cái chính sách ở biên giới. Và cụ thể đảng Dân Chủ nói là ok bây giờ siết lại biên giới rót thêm nguồn quỹ cho lực lượng ở biên giới thì ok nhưng mà để xây dựng thêm 900 m bức tường biên giới thì no ok có nghĩa là họ không đồng ý và theo quan điểm của bản đảng dân chủ nói là xây dựng bức tường biên giới để làm cái gì nó không có giải quyết thực sự cái vấn đề gốc rễ của nó bởi vì nhiều lần chúng tôi nói và chúng ta nhìn thấy những cái phóng sự những cái hình ảnh mà ghi nhận lại tại biên giới cho quý vị bức tường cái dựng lên di dân cũng tìm cách mà lách qua giữa hai cái khe của bức tường hay là cũng đào ở dưới cái cái bức tường đào đất ở dưới bức tường để mà đi qua. Họ đã băng rừng vượt suối và chấp nhận bao nhiêu hiểm nguy của tính mạng để mà tới được biên giới của nước Mỹ. Thì không có xá gì một cái bức tường biên giới mà họ không tìm cách đục đẽo để mà trèo qua. Bên dân chủ nói là cái biện pháp mà xây tường biên giới thì nó không có hiệu quả. Và chắc chắn là dân chủ không có chịu tương nhượng. Thậm chí nếu không có viện trợ cho Ukraine, dân chủ cũng chơi luôn. Và thế là ông Mike Johnson, thưa quý vị, nhìn qua bên phải, bên phía đảng của mình thì cũng đòi phản đối. Bây giờ nhìn qua trái sử dụng cái lá phiếu của bên phía đảng Dân Chủ, Dân Chủ cũng đang không có ưa. Và nó làm cho ông Mike Johnson rơi vào cái thế là cục cửa hoàn toàn không được, dãy dụa không được. Cho nên ông nói liều, ông nói ngày hôm thứ sáu không có một cái kế hoạch B nào hết cho cái việc chính phủ đóng cửa vào ngày 19 tháng Giêng nếu mà ngân sách không có thông qua nhưng mà bây giờ cái phần mà viện trợ cho ukraine là bây giờ thưa quý vị lại vấp phải những cái sự chỉ trích ngày càng lớn hơn và những nhóm cộng hòa maga là càng có lý do để mà phản đối điều này là bởi vì sao theo new york times cho biết văn phòng tổng thanh tra của ngũ giác đài đưa ra một cái bản báo cáo kết luận là Quân đội Mỹ đã không có theo dõi được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vũ khí mà gửi sang cho Ukraine thưa quý vị. Và báo cáo này cho thấy là trước tháng 12 năm 2022 Tỷ lệ vũ khí mà gửi cho Ukraine không có được kiểm kê giám sát chặt chẽ là khoảng 59%. Từ tháng từ ngày 2 tháng 6 năm 2023 đó thì cái tình hình quản lý cái số vũ khí này nó có tốt hơn. Nó nó nó, nó cái số thất thoát đó, nó giảm xuống nhưng mà vẫn còn khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vũ khí mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đó, không có được giám sát tối đa, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin nè, rồi tên lửa phòng không Stinger nè, rồi thiết bị nhìn xuyên đêm vân vân. Thì lý do mà bên cơ quan thanh tra của Ngũ giác đài họ nói đó là vì số lượng nhân viên Mỹ hạn chế tại các cái trung tâm hậu cần ở những cái nước ở quốc gia đối tác và thậm chí là ngay tại Ukraine để mà có thể kiểm kê để mà giám sát cái câu chuyện này. Thì đó là một cái bản báo cáo một cái bản báo cáo độc lập khách quan của cơ quan thanh tra của ngũ giác đài ngay lập tức những cái vị dân biểu bên phía maga ví dụ như mợ Marjorie taylor green lật đật đăng đàn lên và nói thấy chưa mỹ nè sử dụng tiền thuế của dân rót hàng tỷ đô la mỹ vũ khí sang cho ukraine để làm gì để rồi bây giờ gây thất thoát như thế này ha. còn bây giờ còn tính thêm là viện trợ cho ukraine nữa ư ừ, tôi là tôi là no là big no đó là america first đó là lời của cô Marjorie taylor green nhưng cô đọc cũng hoàn toàn bỏ qua một cái thực tế là những cái vũ khí của Mỹ đó mà rót qua cho Ukraine, đó, những vũ khí đó là đa số là lỗi thời rồi. Và Mỹ cần phải đào thải những cái lượng vũ khí như vậy để tiếp tục phát triển vũ khí mới và tối tân hơn thưa quý vị. Đó là một sự thật mà ai cũng biết hết. Và nói như lời ông Tổng thống Ukraine khi mà vào năm 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 2022 ông sang ông trình bày trước Quốc hội lưỡng đảng, ông nói rằng quý vị đâu có phải làm từ thiện đâu, quý vị đầu tư mà quý vị đầu tư cho cái tình hình sản xuất quốc phòng của mỹ nè rồi quý vị đầu tư cho cái tình hình an ninh của nước mỹ nè và chắc gì chắc gì mà nga mà nuốt được ukraine thì nga sẽ dừng lại ở đó mà không có đi xa hơn thì đó là cái câu chuyện về những cái tranh đấu những cái màn kịch tính mà hiện nay đang diễn ra ở trong quốc hội của nước mỹ và nhân các cái nhà lập pháp của bên phía dân chủ và cộng hòa đang chạy đua với thời gian để tránh cho chính phủ đóng cửa và có được cái nguồn viện trợ cho Ukraine thì người dân Mỹ cũng đang chạy đua với thời gian và tranh thủ quý vị biết làm gì không? Refinance để mà đi um, uh, làm lại cái chương trình mượn nợ để mà vay mượn nợ đối với cái chuyện mà mua nhà cửa đó thưa quý vị trong cái thời gian qua lãi suất quá cao và nhiều người dân Mỹ phải mua nhà và phải mượn nợ với cái lãi suất cao chót vót. Ví dụ như có thời điểm mà lên đến 8.7.8.9 chấm thì trong cái tuần vừa qua đó lãi suất có giảm xuống còn khoảng 6.8% và cái tuần lễ kết thúc là vào ngày 5 tháng Giêng và cái điều đó dẫn đến là theo những cái tổ chức về uh, nghiên cứu về nhà cửa về địa ốc về bất động sản trong nước Mỹ đó, họ nhìn thấy là 30% những cái hồ sơ refinance, có nghĩa là đi tái mượn nợ để mà những cái khoản nợ mua vay mua nhà địa ốc như thế này đó, người dân Mỹ đã đổ xô để làm hồ sơ này thưa quý vị, nó tăng 30% so với cùng điểm cùng thời kỳ vào năm ngoái là người dân Mỹ đang tranh thủ để mà tận dụng cái lãi suất có giảm để mà vay mượn nợ trở lại. Và nhân và nói về cái chuyện nhà cửa chính vì cái lãi suất mà đi vay mượn nợ nó cao như thế này, người ta không mua nhà được. Và cái chuyện thuê nhà cái chi phí cũng rất là cao, nó làm cho cái đời sống của người dân Mỹ cái chi phí nó phát sinh nó tăng lên rất là nhiều và nó đẩy cái chỉ số lạm phát thưa quý vị từ 3.1% của tháng 11 đã lên 3.4% của tháng 12. Và nếu mà cái tốc độ này lại tiếp tục xảy ra nó lại đi ngược với cái sự mong đợi của ngân hàng trung ương cũng như là của người dân mỹ cho nên cái bối cảnh là cơ quan dự trữ liên bang có thể giảm lãi suất vào tháng 3 này thưa quý vị. Nhiều chuyên gia về kinh tế họ đang lo ngại là có thể điều đó nó sẽ không xảy ra và như vậy làm cho những cái cơ sở thương mại và cả người dân Mỹ sẽ càng khó khăn hơn trong cái việc mà đi vay mượn nợ để mà mua nhà, mua xe rồi trả nợ tín dụng. Và đó là một cái mặt của đời sống của người dân Mỹ hiện nay. Và sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vi xin phép được trở lại với câu chuyện liên quan đến cựu tổng thống Donald Donald Trump. Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Thưa quý vị, một tòa án ở New York vừa mới yêu cầu cựu tổng thống Donald Trump phải trả cái số tiền về pháp lý cho ai? cho tờ báo New York Times cũng như là những cái nhân vật liên quan trong một cái vụ kiện mà cựu tổng thống Donald Trump vào năm 2021 đã kiện cô cháu gái là Mary Trump nè, rồi kiện tờ New York Times nè, cũng như là ba phóng viên của tờ New York Times với lý do là họ không biết khui ở đâu tìm đâu cái nguồn á để mà công bố cái hồ sơ thuế cá nhân của ông Trump. Và ông Trump lý giải là cái chuyện này á, nó vi phạm cái quyền riêng tư của ông và nữa là những cái tờ báo những cái phóng viên này đó là xuất phát từ cái động cơ cá nhân và thù ghét ông cho nên là cứ tìm những cái thông tin moi móc những cái thông tin này và công bố cho người dân cho công chúng mỹ được biết và lý do đó mà ông trump đã kiện tờ new york times thì chánh án mà của tòa kháng án thưa quý vị của new york đã bác bỏ cái hồ sơ này rồi và chánh án robert reed đồng thời đó đã yêu cầu ông Trump là phải trả lại tất cả những cái tiền án phí mà bên New York Times cũng như là cô Mary Trump ấy, khi mà đi hầu tòa thì họ phải tốn tiền án phí và bây giờ là tòa yêu cầu ông Trump phải trả lại số tiền này là lên đến 392.638 đô la Mỹ thưa quý vị. Ông Trump thì không đồng ý và nói là cái số chi phí này nó cao quá tại sao lại bắt ông phải trả cho chi phí của cái, của cái bên uh, bị đơn thì bây giờ chánh án ngày hôm thứ sáu họ nói là bên bị đơn đó bất kỳ một cái động thái nào ra tòa phải trả lời cho nguyên đơn rồi phải trả đưa ra những cái mô sinh những cái thỉnh nguyện ra tòa thì họ đều phải cái luật sư của họ đều phải trả tiền của tờ New York Times cũng như là những cái nhân vật mà bị ông Trump kiện cho nên vì lý do đó là họ cũng bị thất thoát cái tài chính rất là đáng kể và chánh án nghĩ rằng là ông Trump phải trả những cái số tiền đó bởi vì ông nộp đơn kiện mà nó không có cơ sở không có cơ sở ở chỗ là chánh án Robert Reed viết là các cái cơ quan truyền thông á họ được quyền theo cái tu chính án thứ nhất và họ được quyền là không có bị dọa nạt không cái bị lo sợ đe dọa để mà lấy có những cái thông tin mà công bố cho người dân được biết miễn là những cái thông tin đó phải là những cái thông tin thiệt chứ không phải là những cái thông tin bôi nhọ hay phỉ bán vì cái lý do đó mà tòa đã bác bỏ cái đơn kiện của ông trump cũng như là yêu cầu ông phải trả lại cái số tiền pháp lý cho bên bị đơn là tờ new york times cũng như cô cháu gái của ông trump là như vậy và cũng trong ngày hôm thứ sáu thưa quý vị thì ông trump nhận được coi như là hai cái yêu cầu phải trả lại tiền thứ nhất là từ tòa trong cái vụ kiện new york times chúng tôi vừa thừa và ý thứ hai là từ ủy ban giám sát hạ viện trong quốc hội liên bang mà thành viên bên phía đảng dân chủ đó đứng đầu là ông trammel raskin quý vị biết là ủy ban này đó có cả thành viên cộng hòa và thành viên dân chủ chủ tịch của ủy ban này là ông james comer là người đeo đuổi rất là miệt mài từ hồi tháng giêng năm 2023 cho đến cuối năm luôn cứ xuất hiện liên tục trên fox news và newsmax là cứ đưa ra những cái lời uh, cáo buộc và cho là đương kim tổng thống joe biden là có cái chuyện mà tham nhũng trong cái những cái vụ làm ăn của ông con trai Hunter Biden mà chúng tôi có theo dõi một cái phiên mà tranh luận giữa Đảng dân chủ và Cộng hòa trong cùng một ủy ban đó. Có một dân biểu bên phía Đảng dân chủ đã phát biểu như thế này nè họ trích lại từng cái câu phát biểu của ông James Comer là nói gì trong cái show nào và ngày nào họ trích dẫn lại. Họ nói là vào cái ngày đó đó, ông xuất hiện trên Fox News. Ông đưa ra cái lời cáo buộc mà người ta hỏi ông là có bằng chứng không? Thì ông nói là tôi tin là có nhưng mà rồi không dơ ra được rồi cái ngày đó ông lại xuất hiện trên Fox News người ta lại hỏi ông là có bằng chứng chưa thì ông lại trả lời I hope so tôi hy vọng là như vậy và nó kéo dài cho đến bây giờ là vẫn chưa có bất kỳ một cái bằng chứng nào đã có rất nhiều quý vị khán giả gửi thư cho chúng tôi và thậm chí là bình luận vô chương trình và nói là bằng chứng ranh ranh bằng chứng ranh ranh mà nói là không có xin thưa quý vị cho đến thời điểm này tất cả đều là những lời cáo buộc của những thành viên bên phía Đảng Cộng hòa từ những cái đoạn 17 đoạn ghi âm mà nói rằng là những cái giới chức trong những cái tập đoàn làm ăn với Hunter nói là phải cắt những cái phần commission để chia cho ông lớn những lời cáo buộc chứ chưa có 17 đoạn ghi âm xuất hiện trong thực tế hay là của cái nhân vật là đối tác kinh doanh với Hunter Biden là Devin Archer. Ông này đã ra quốc hội và đã khai trước quốc hội và có văn bản ghi nhận. Ông nói rằng là ông Joe Biden có xuất hiện đây đó trong một vài cái cuộc gặp giữa lúc mà Hunter đang gặp với đối tác. Có, có. Nhưng mà không hề nói về chuyện làm ăn mà chào hỏi nhau một cách bình thường mà thôi. Khi Devin Archer cảm ơn ban kỹ thuật được những cái vị nhà lập pháp hỏi rằng ông có biết rằng Joe Biden có tham gia vào cái chuyện làm ăn của Hunter Biden hay không? Devin Archer đã trả lời là tôi không biết về điều đó. Trả lời hai lần, thưa quý vị, có văn bản ở quốc hội đã ghi nhận lại. Thì trong cái ủy ban giám sát hạ viện đó có những thành viên bên phía cộng hòa và bên phía dân chủ là ông Jamie Raskin ông Jamie vào hôm thứ Sáu, ông đã gửi ra một cái văn bản và ông yêu cầu ai yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump phải trả lại số tiền 7.8 triệu đô la Mỹ mà ông Trump đã nhận được từ hơn 20 chính phủ nước ngoài trong đó có những cái đối thủ hoặc là kẻ thù mà không có tốt đẹp gì cho nước Mỹ. Đó là lời cáo buộc của ông Jamie Ruskin đưa ra. Và quý vị đã biết cái thông tin này chúng tôi có thưa là Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố một cái bản báo cáo và nói rằng là 20 chính phủ đã trả cho ông Trump cái số tiền thông qua cái việc là họ mướn những cái khách sạn của ông Trump ở Washington DC rồi ở Las Vegas ở Florida và họ trả cái ơn mưa móc để đổi lại là cái tấm thận tình hay là cả những cái sự hậu thuẫn của ông Donald Trump trong cái bản báo cáo đó đó có nói là China là Trung Quốc đã trả 5 triệu 6 đô la Mỹ cho ông Trump cho cái khách sạn của ông Trump ở Washington và Las Vegas. Đó là một ví dụ thôi. Rồi cả Ả Rập Saudi nữa. Và chính ông Trump khi mà xuất hiện trong cái uh, cuộc phỏng vấn trực tiếp với lại Fox News vào tuần này đây thưa quý vị Quý vị nhớ là vào ngày hôm tối thứ tư Ông Trump đã chơi một cái chiêu bài rất là độc là Khi hai ứng cử viên tranh cái chiếc ghế tổng thống trong đảng Cộng Hòa Là Ron DeSantis và Nikki Haley đã tranh luận với nhau ở trên CNN thì ông thay vì xuất hiện cùng với các cái ứng cử viên trong đảng cộng hòa thì không ông chọn một mình một chợ và xuất hiện ở trên fox news và cũng trong cái cuộc phỏng vấn này nè ông đã khẳng định một điều rằng là các cái chính phủ nước ngoài đó họ đâu có cho không tôi đâu i'm, I'm doing service cho họ tôi cung cấp dịch vụ cho họ họ thuê mướn khách sạn của tôi mà nhưng mà nói như lời ông Jamie Raskin là dẫu cho cái việc mà thuê mướn khách sạn thông qua những cái dịch vụ làm ăn như thế này, nhưng mà cái phần lợi nhuận nó rót vô túi của ông Trump, thì ông Trump đã bị mâu thuẫn về quyền lợi và nó vi phạm điều lệ của hiến pháp, có nghĩa là tổng thống đang điều hành đất nước, thì không có được hưởng những cái chuyện mà lợi nhuận như thế này. Và vì vậy, ông Jamie Raskin Ủy ban giám sát hạ viện yêu cầu ông Trump phải trả lại số tiền là bảy triệu tám đô la Mỹ như vậy. Đó là câu chuyện vào ngày hôm thứ sáu. Và nhân nói về việc ông Trump xuất hiện trên cái Town ho của Fox News, thưa quý vị, thì vào cuối tuần này chúng tôi đọc được trên Reuters một cái bản um, gọi là báo cáo. Họ nói rằng trong lúc hai nhân vật Ron DeSantis và Nikki Haley tranh luận với nhau sát cả cổ để tranh nhau cái vị trí thứ nhì đó, thì trên CNN đạt được 2 triệu 6 người theo dõi vào tối ngày thứ tư. Trong khi đó, ông Trump một mình một chợ xuất hiện trên Fox News và ông đã thu hút được 4 triệu tư người theo dõi trên Fox News thưa quý vị. Đó là cái con số vừa mới được công bố vào ngày hôm thứ sáu. Nó nói lên điều gì? Nó nói lên là cái độ hot của ông Trump vẫn còn được rất nhiều những cái cử tri đặc biệt là cánh hữu và đặc biệt đài Fox vẫn có rất nhiều cái khán giả theo dõi như vậy. Và nó nói lên điều gì nữa? Là cái mối quan hệ giữa ông Trump và đài Fox có thể là sau sự kiện này nè, nó sẽ hồi phục dần Dần. bởi vì quý vị nhớ là từ năm 2022, 2023 sau cái cuộc bầu cử tổng thống đó năm 2020 đó thì ông Trump nhiều lần nói là đài Fox đã bán đứng ông và không có còn là thiện cảm với ông nữa và ông kêu gọi mọi người là tẩy chay đài Fox mà và bản thân ông cũng rất là hiếm khi xuất hiện trên đài Fox trong cái thời gian vừa qua Thì có thể là sau cái lần mà xuất hiện Trên Town Hall, trên Fox News Vào hôm thứ tối thứ tư vừa qua đó Với cái số lượng người xem Mà nghiền nát cái số lượng người xem Ở bên CNN của hai cái nhân vật Nikki Haley và Ron DeSantis đó, Thì nhiều người cho là mối quan hệ Giữa ông Trump với lại Fox News Có thể nó sẽ tốt đẹp hơn Và ông sẽ chọn để xuất hiện trên Fox News Nhiều hơn trong thời gian sắp tới Và Hunter Biden thưa quý vị Hunter Biden vào ngày hôm thứ cũng ngày hôm thứ tư xuất hiện rất là nhiều những cái kịch tính ở ngay tại hạ viện về cái chuyện là đảng cộng hòa ở hạ viện đang tranh luận và muốn đưa ra cái nghị quyết là khép hunter biden vào cái tội là khinh lờn quốc hội vì không có chịu ra điều trần và hunter biden đã chọn cái cách là xuất hiện ngay trong cái lúc trong cái buổi mà người ta đang cãi nhau người ta đang chất vấn nhau về cái chuyện là mình liệu là mình có bị là khép vào tội khinh lợn quốc hội hay không. Những vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa còn nói Hunter Biden á, là coi như giống như là ngồi trên thiên hạ, ăn trên ngồi tróc và phí nhổ vào đảng Cộng Hòa khi mà xuất hiện ngay trong cái buổi này để làm gì? Để tạo ra một cái tấn trò tuông à? Nói như theo lời của bà Nancy May thưa quý vị. Nhưng mà có vẻ như kịch tính của Hunter Biden không có dừng lại đó và Hoàng Vi đồng ý ở một cái mức độ nào đó Hunter Biden và cả cái team của mình cũng đang khai thác tối đa những câu chuyện kịch tính như thế này. Khác như trước đây là thường là Hunter Biden nói như lời ông Trump nói, Hunter Biden đâu rồi? Hunter Biden đâu rồi? Trốn ở đâu vậy? Sau những cái scandal những cái thị phi bùng nổ. Và bây giờ năm nay chúng ta nhìn thấy là Hunter Biden quyết định là chọn cái việc gì là confront là đấu trực tiếp với bên phía đảng cộng hòa bằng những cái lần mà xuất hiện trực tiếp ngay tại quốc hội và ngồi nhìn người ta chỉ trích mình và thậm chí nói như lời dân biểu Nancy Mace là lẽ ra là Hunter Biden phải bị bắt ở tù ngay lập tức ngay lúc này đây nè chứ không phải là ngồi đó mà nhân nhân để mà xem và bên phía đảng dân chủ thì đánh bật lại những cái quan điểm đó và nói rằng Hunter đã nhiều lần thông qua luật sư đề nghị offer là muốn được ra điều trần. Chỉ một điều kiện thôi là công khai. Tại sao? Tại sao mấy ông bà bên phía đảng Cộng Hòa không chấp nhận điều này? Đó là quan điểm của bên phía đảng Dân Chủ thưa quý vị. Hunter Biden đã chọn giải pháp là ngồi đó trực tiếp và đối diện với những cái mâu thuẫn để mà khích đi những cái lời cáo buộc của bên phía đảng Cộng Hòa. Cái câu chuyện trong tuần này nè, nó làm cho nó nó cho chúng ta những cái rút ra được cái điều gì? có nghĩa là trong cùng một tuần, Hunter Biden bên phía Tổng thống Joe Biden và đảng Dân Chủ đã chọn cái bước là đối diện với lại đảng Cộng Hòa, đưa ra rất nhiều cái lời cáo buộc của mình và chiếm sóng ở truyền thông. Rồi ngày hôm thứ tư quý vị nhớ không là CNN, Fox News, rồi tất cả các hãng truyền thông đều nói về cái sự kiện là Hunter Biden bất ngờ xuất hiện ngay tại quốc hội và nghe người ta chửi sắp mặt mình luôn, rồi thấy đảng Dân Chủ là chỉ trích ngược lại như một cái tấn một cái show truyền hình thực tế và thu hút cái spotlight của truyền thông và bằng cách đó gửi thông điệp cho cử tri mỹ về những gì mà hunter biden muốn nói có nghĩa là đối diện trực tiếp với thị phi và cũng ngày hôm thứ tư người ta nhìn thấy ông donald trump cũng xuất hiện trên cái phương tiện truyền thông là fox news và ông thu hút cái sự chú ý của cử tri cộng hòa kéo thay vì chú ý vào hai cái nhân vật còn lại hai cái cử, ứng cử viên còn lại thì thu hút cái sự chú ý vào chính bản thân ông cũng sử dụng truyền thông và cái điều đó nói lên điều gì thưa quý vị đó là tổng thống joe biden ông joe biden chúng ta biết đó là ông rất là hạn chế những cái lần mà tiếp xúc với truyền thông và có những cái cuộc trao đổi trực tiếp với lại truyền thông như bấy lâu nay chúng ta đã biết, có lẽ là sau cái sự kiện lần này, những cái lần xuất hiện của Hunter Biden đương đầu với lại đảng Cộng hòa và cả chuyện ông Donald Trump thu hút hết tất cả những cái sự chú ý cử tri Cộng hòa, thì ông Joe Biden phải rút ra một điều rằng ông phải đối diện với truyền thông nhiều hơn nữa thưa quý vị. Những cái thông điệp trong suốt cái thời gian vừa qua, ông đi đến các cái tiểu bang, thậm chí là ông có những cái bài phát biểu và cứ đưa ra cái lời nhắn gửi đối với cử tri Mỹ rằng nếu như ông Trump có nhiệm kỳ 2 thì cái điều đó nó sẽ tấn công vào cái nền dân chủ của nước Mỹ. Và nhiều chuyên gia về chính trị nói là cái này nó chưa đủ FV, nó không còn ăn khách nữa là bởi vì năm 2020 ông Biden cái thời điểm đó là có đại dịch Covid-19 và cả cái sự nháo nhào của nước Mỹ sau cái đại dịch đó và ông muốn gửi thông điệp cho người Mỹ là ông là cái gì đó ổn định ông không có nhiều kịch tính như ông Trump. Và bây giờ ông tiếp tục sử dụng cái message đó cho cử tri Mỹ. Nếu mà ông Trump có nhiệm kỳ 2, nước Mỹ sẽ rơi vào hỗn loạn. Nhiều chuyên gia về chính trị nói rằng là cái điều này không thực sự là tác động vào cử tri Mỹ nữa. Ông Biden phải lựa những cái thông điệp khác, phải chiến thuật khác và như là cái cách mà Hunter Biden và ông Donald Trump đã thực hiện trong vòng tuần này và chúng ta nhận thấy đó là sử dụng truyền thông một cách hiệu quả hơn và xuất hiện trên truyền thông một cách là sắc bén và dày đặc hơn thưa quý vị. Đó là những cái gì mà giới quan sát về tình hình bầu cử và chính trị của nước Mỹ rút ra trong tuần này. Và bên cạnh đó nhưng nói về Hunter Biden thưa quý vị thì vào hôm thứ Năm Hunter cũng đã ra tòa ở LA để mà đối diện với cái phiên tòa về cáo buộc về trốn thuế. Và có một cái điều đặc biệt là vị chánh án là ông Max Cassi đó, người lẽ ra là chỉ có điều hành cái phiên tòa theo đúng cái thủ tục thông thường là ấn định những cái ngày ra tòa sắp tới thôi. Nhưng có một cái điều đặc biệt là chánh án kỳ này thay vì chỉ có xuất hiện trong cái phiên tòa theo thế thủ tục thông thường, có lẽ là Max Cassi cũng sẽ là người xét xử Hunter Biden trong suốt cái vụ truy tố như thế này và đã đưa ra cái thời gian mà Hunter phải ra tòa trong cái vụ trốn thuế là ngày 20 tháng 6. Nhiều chuyên gia về tòa án đó, thì họ nhận thấy rằng thứ nhất Chánh án này đã từng mới đây nhất bỏ tù một nhân vật cũng trốn thuế 1 triệu 6 đô la Mỹ và thời gian bỏ tù là 2 năm tù cho một cái nghi can mà trốn thuế như thế này. Và họ đang lo ngại là chánh án Scarcy này do ông Trump vừa mới bổ nhiệm cũng sẽ đưa ra cái bản án rất là khắc khe cho Hunter Biden. Và cái điều cuối cùng là cái thời gian ra tòa của cái vụ trốn thuế này nó sẽ xảy ra là vào tháng 6. Nó rất là cận với lại cái thời gian tranh cử của ông Biden và chắc chắn một điều chúng ta biết là cái Câu chuyện này nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất lớn đối với chiến dịch bầu cử của tranh cử của ông Biden và đó là cái điều nó trở lại cái chuyện chúng tôi nói trước đây. Ông Joe Biden phải quyết định cái chiến lược nào để mà có thể gửi thông điệp cho cử tri ủng hộ ông nhiều hơn trong cái bối cảnh là nước Mỹ hiện nay đang có quá nhiều những cái sự chia rẽ và hỗn loạn như thế này. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại